Dòng thép giấy chính hãng do công ty BM sản xuất là bên Huấn Audio tiếp tục cập bến. Số lượng về được vài thùng anh em, vài thùng, mỗi thùng của nó là 24 đôi. Thép giấy này có thông số như sau. Đường kính cắt ngang mặt như này là 9,8 cm và hai viên nam châm chồng lên nhau, mỗi viên đường kính là 6 cm. Nó sẽ rộng hơn 1 cm so với dòng thép giấy của BMB. Đây là BM anh em nhé. Và công suất của nó là 30W, rất lớn, trở kháng là 8 ohm, thích hợp với anh em nào lấy con thép giấy này lắp vào những chiếc loa để cho nó thiên về âm trung. Nó vẫn là thép nhưng nó sẽ nhiều trung hơn một xíu anh em nhé. Sau đây sẽ mời anh em mình nghe một từ mình đấu qua tụ 2.2 nhé. Có anh em đấu, nếu như mà làm trung phải đấu qua tụ 3.3. Với giá thành bán cho một đôi này là 250.000 đồng, bên mình bao ship toàn quốc. Anh em lấy số lượng lớn thì liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất anh em nhé. Số lượng lớn anh em lấy một thùng 24 đôi, hoặc anh em mình lấy nhiều thùng thì bên mình về được mấy thùng cơ thì sẽ có giá tốt hơn rất nhiều để anh em mình bán lại, hoặc là anh em mình dựng loa nhé. Còn ở bên cạnh nó này, đằng sau ấy, thì có một cái đôi siêu tép của JBL này. Con này thì bên mình đang chương trình khuyến mại cả tặng phân tần và chân như này, là giá là 1,1 triệu nhé, giá là 1,1 triệu một đôi, đang chương trình tặng. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như cần mua bán, xin gọi điện cho bên mình qua số máy 0904612323. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của Huấn Audio để nhận được sản phẩm mới nhất bên mình đăng lên. Chân thành cảm ơn anh em.